đời con mau sống giờ lòng bằng nhớ đây ba bệnh theo hài bén gió thần chết kia ấm hót bên mình đạo lành sao lại chẳng tin dầu cho thông thấy cùng dình có hút xương nở đau lại dài mùa đông loài cũng gốc ngày thường đi xuống trần ngoài đầu nghe tiếng chuông chờ về nơi cô cho gần Phật tiên hay sanh chúng quá ghiền cảnh tục nên nhiều lần dục thúc muôn dân bạc trên giờ lấy nghĩa nhân muốn về cõi Phật lập thân cõi trần vượt cánh khổ muôn phần gần ghét thì tham ma muôn bề quyên trong nam nữ chờ quê cuối đầu thiện niệm trong về tây phương tổ cho kẻ bào khăm nhường đẹp lòng cha mẹ cửa quyền chờ trong Nam Mô A Di Đà Phật. Công nhận Úc Ba Đập giống như Mỹ Châu vô hai ơi. Cô bác nghe hay không quý vị? Hay hay cho một tràng pháo tay nữa. Ở trên An Giang Đồng Tháp của mình á, ai đọc giảng nghe hay cái mình khen hay, còn với miệt thứ người ta không có khen hay mà ta khen khác. Đợt đó con lên con đọc xong bà khen có nói công nhận chú đọc hay gì ác nhân ác đức thiệt chứ. Con lên bộ bà hết từ khen rồi. Ở nơi con nhiều cái khen cho con à, hay dữ lắm nhưng mà bà khen gì đó. Thì sống trong bể gặp kim cương đâu bằng sống giữa tình thương đạo đồng, sống trong gác phượng lầu hồng không bằng sống giữa đạo đồng thân thương. Quý vị có bao giờ thấy cái gia đình ở trường đời nào mà đông gì không? Không có hả con? Chừng trăm người thôi ra phòng lô tô chụp bỏ hồi là xích đôi bông xích lỗ tai thôi. Còn cái đoàn mình đi là gần 500 người mà ba ngày nay chưa ai gây lộn với ai chứ. Là nhờ cái đoàn mình biết đạo với vị đó cô chính à, chứ đời là dữ lắm rồi. Nên chỉ có cái tình thương, có đạo đức đó mới có thể giúp cho mình được bình yên. Tu là phúc của thân hiện tại, tu là vui của cái đời sau, tu làm nhẹ kiếp khổ đau, tu cho hồn khỏi vướng vào đường mê. Xin kể quý vị nghe cái mẫu chuyện vui nha. Là trong gia đình ba người không tu mà lộn xộn, mình đây là 500 người có tu không sao, ba người không tu mà lu bu tối ngày. Một là ông nội, hai thằng con trai, ba là đứa cháu. Bữa nọ ông nội kêu tí à, cầm hai đồng này ra ngoài mua tương với cao gì cúng bà nội mày. Dạ thưa ông nội con đi. 5 phút quay trở vô nó hỏi, thưa ông nội con quên hỏi ông chứ đồng nào mua tương, đồng nào mua cao. Con nói mày khờ quá, dùng có hai đồng, đồng nào không được.
Dạ thưa ông nội, con đi 5 phút quay vô cho hỏi nữa. Con quên hỏi ông chứ chén nào đựng tương, chén nào đựng trao. Con cứu cho cái cốc luôn, vừa dùng chén nào đựng không được cũng hỏi nữa. Ra ngoài mua tương trao xong phải về đâu có bể đâu. Cầm hai cái chén hai bên mà vừa thảy mà vừa hát chứ. Chén này đựng trao, chén này đựng tương, chén này đựng trao, chén này đựng tương. Rồi lo dọn trên, dắt giữa cây cái bịch té đổ hết trơn. Không còn miếng tương trao, đâu có dám về đâu. Trễ giờ cúng rồi, ông nội quất cho 6 cây, bỏ cái tặc. Ông quay trở về nhà, thì nhỏ ngồi khóc ở bụi chuối nhà bà hai. Ông cha của con bé này đi vô, nhìn mấy thằng con đang khóc, hỏi con làm gì ngồi đây khóc. Nói cha ơi, ông nội không thương con, dùng bể tương trao chút xíu, quýnh con không phim tàu nữa. Dán cái áo lên 6 dấu gành gạnh vậy đó. Tức, bữa nay cha mình quýnh con mình. Mỗi khi á, đi đồng vô trong để cái cước, phanh tay thư tiến mới vô, bữa nay giục cái gãy xuống, đi vô thẳng, khỏi hỏi tiếng nào chứ, mà mặt cà hầm ha. Ông già hỏi ngược lại, nó mới vô hả con? Ừ, mới vô đó. Tại vì quạo với quýnh con ảnh mà. Vô trong để ý rồi, thằng con hồi nãy bị 6 dấu ha. Quất cái cây nhỏ xíu rồi nè, đứng trước mặt ông già, lột cái áo ra, anh lấy cây anh đập cho mình nó luôn. Chốt, chốt, bịch, bịch, quýnh 6 dấu luôn. Ông già ông thấy lạ không, hỏi mày làm gì vậy mày? Nói trời tôi quên, nói mày có khùng không? Nói tôi đâu có khùng, nói không khùng, tự nhiên mày lấy cây mày đánh mày chứ gì? Nói ai kêu nãy ông quýnh con tôi, chứ này tôi quýnh lại con không? Mà hiểu không cái chuyện này? Thấy mà luôn rồi. Dối rồi. Ông kia ông cha của ông thấy giữa, ông giữa ông cha của thằng nhỏ. Ông giữa nói nãy ông quýnh con tôi, chứ này tôi quýnh lại con không? Ấy mới được, con tao là cành vàng lá ngọc, mày dám quýnh nó không? Lấy nguyên cái bành dây treo lên trên á, ông đưa từng cổ vô ông xiết lại. Ông già hỏi mày làm gì mày? Nói tôi muốn chết. Hỏi cha muốn chết mà cha có khùng không? Nói tao đâu có khùng đâu, không khùng sao ông tự tử? Nói ai kia mày quýnh con tao, chắc này tha thắt cổ ông già mày. Thấy không tôi nó luôn luôn. Nghe mỗi chuyện này giống như cái hồn quẹt, cái gói thuốc nó lòng. Ai mà làm thơ được đó, người đó mới có quyền gấp mồi. Hỏi làm thơ sao con cá lóc luôn, cái gì để ý đi. Nó có bốn màng, một là cái đầu, hai là cái lưng, ba là cái bụng, bốn là cái khúc đuôi. Nếu anh làm câu thơ nào nó có từ một trong bốn cái từ đó thì anh có quyền gấp mồi. Còn không có gì. Có chạy xuống không? Chạy xuống không? Chạy chạy đi. Ủa, làm chào có chạy xuống không? Chạy đi. Rồi, trả đậu đó ông hai ơi. Làm mất chớn nha. Làm mất chớn chứ. Rồi bây giờ cái ông khách trong mấy giờ tôi làm thơ đó, là nếu như mà trúng cái nào tôi bắt cái đấy. Cái lúc bây giờ con cá lóc thì có bốn phần. Ông chủ nhà ông giao cho ông khách ông làm trước. Ông khách ông làm hai câu thơ, cái ông gấp cái muốn hết tơ con cá luôn. Ông nói với dầu cá lóc nước tươi, cái lưng cái bụng thêm tôi cái đầu là cái như là ba phần rồi. Cái lưng là một nè, cái bụng là hai, thêm tôi cái đầu nó là ba, còn khúc đu thảy lại. Chủ nhà nóng đổi mặt cái tên này ác làm thơ cũng từ từ. Chưa trơn làm hết trơn còn đâu nữa ăn. Cái ông khách nói còn anh đó làm thơ đi. Ông nói còn tao có khúc đuôi làm cách mấy cũng có khúc đuôi. Ông cầm tao đổ lên ông tức nha. Ông nói với dầu cá lóc nướng chui tao trọt tao đổ là đuôi mất mày. Ở đây Hiếu nói là cái dòng đời là không tu lúc nào nó cũng dị đó cô bác. Còn mình tu đó, mình chia sẻ với nhau trong cái cuộc sống của thời gian như thường thì thấm thoát thời gian rất là nhanh. Mình mới đây thì chúng ta đã bước sang cái ngày thứ ba rồi. Việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa, trời sáng ra tới lại tháng kia, năm tuổi đó rồi qua năm mới. Cũng như hồi sáng con kể tại cái chùa Vạn Linh ở phía sau đó, rủ đi núi mà kẹt công việc ở nhà, rồi hôm hôm này mới qua đời. Lại nói cái thời gian nó vô thường, nó nhanh chóng vậy đó. Bởi vì bà con cô bác, nếu như chúng ta có cái duyên đó, gặp đạo mình cứ việc tu liền đi. Mình đừng có chờ đợi ngày mai ngày mốt, vì chưa biết được cuộc đời của chúng ta còn ngày mai không. Đức Thầy nói câu này là 75 năm nay, đố ai biết đặng ngày mai, ngày nay yên tịnh, ngày mai thảm sầu.
Vậy thì quý vị ở đây mình có biết ngày mai của mình sao không? Riêng con cũng không biết nữa. Nên thôi giờ mình gặp được đạo giờ nào mình tu giờ ấy đi. Chứ thời gian con nói thì vô thường nó mau lắm quý vị. Vì con người mình sanh ra đó, ngay quay cái biết trường biết bò, lớn chút tới bún chi thân nhảy cò cò, lớn chút cái sơn móng giò móng tay, lớn chút nữa cái lai gai đầu đường xó chợ, lớn chút nữa cái dựng vợ gả chồng. Rất này như hoa hồng mới nở, rồi kết nợ quan gia, làm mẹ làm cha làm ông làm bà, già bệnh chết lớp vô hồng nữa là xong. Mau ha, tất cả ha. Lây quay đã nở kiếp người, thu bay trên những ngọn cờ xanh sao, rõ ràng mở mắt chim bao, biết như mộng quyển mà vẫn đau xé lòng. Hai ông này đang đánh cờ tướng, ông cầm con sen nói chiếu. Ông kia ông nói chiếu á, thì ông dở tay lên tôi gỡ cái chiếu mà đói tay hoài gì sao gỡ được. Vừa nói xong là cái đầu ông gục xuống bàn cờ, ông chết tại chỗ. Ông chiếu ông ta chưa xong mà tử thần chiếu ông trước à. Còn con nọ có đến bài tứ sắc đó, bà cầm hai tượng bà dục xuống bà nói đôi, té xuống đây luôn. Ông kia chiếu, bà này đôi là chiếu đôi, chiếu đôi là đôi chiếu, là một người chiếc. Vô thường mau lẹ sớm về đầu, vô thân này tuy có chẳng bền lâu, mai lo danh lợi chiều nhắm mắt, khá mau niệm Phật kẻo bạc đầu. Khuyên ngay tinh tấn tầm giải thoát, không tu khi chết biết gì đâu. Nếu như mình không tu khi chúng ta qua đời rồi, cái hướng đi không có. Giống như chiếc xe buýt chạy ngang con quắt lại, tài xế hỏi chú ơi chú đi đâu, con nói con về Châu Đốc. Lỡ tới Long Xuyên con tắt thở, tài xế cũng đưa mình về Châu Đốc luôn, tại mình mua vé Châu Đốc mấy cô. Còn quát lại hỏi chú ơi đi đâu, con nói tới đâu tính tới đó, con tắt thở chỗ nào ổng chụp con chỗ đó luôn. Bởi vì mình phát tâm tu là mình có cái hướng về Phật, trong đợi ai quy cửa Phật, đặng ghi tên nơi bảo liên trì, đến ngày lâm hội mở thi sẽ cùng các Phật đồng quy một đàn. Từ lẽ đó mà hôm nay mình gặp đạo, mình bước vào con đường lành thì đây là cái duyên may lắm. Đức thầy nói là xưa nay chẳng có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì xuống đây. Nếu như quý vị có tiền mình mua đất được, mua xe được, mua vàng được, mua nhà được, nhưng chỉ có cái đạo mình mua không được. Phải chi ở có cái cửa hàng nào mà bán đạo, bây giờ mình phan hả tu lo làm đi, khi nào khổ lấy tiền mua miếng đạo lúc sống. Nhưng lúc đó không ai bán chứ. Thầy nói hoàn cầu cái đất chuyển xây, gớm lê cho chúng thôi thi muôn ngàn, ngày nay đạo đức chẳng bàn, ngày sau chỗ có tiền ngàn. Cái cô nọ chỗ có cửa mà có mô tô nói là cái băng băng đất này để cho cốt nè, cái nhà này để cho thằng thứ hai nè, cái kia này để cho thằng thứ ba nè, và có thể cái nào của cô có nó chưa nữa, cái gì cũng của con hết trơn, nhưng mà của cổ á, cái đem theo thì không có. Sau thời gian ấy phát bệnh chuyển vô trong bệnh viện đó, bên kia đó người ta đau chừng nào nhỏ em nó nam mô với đạo Phật, nam mô với đạo Phật, Phật bảo đau nhiêu bác kêu trời ơi. Bên đây nam mô với đạo Phật thì bên đây trời ơi, tại bình thường đâu có tu đâu, đứng chừng đau niệm Phật không được. Cái vô thăm bệnh nói bà hai ơi sao không gán lên niệm Phật đi, bà nói mấy cha tu mấy cha kêu Phật cứu, còn con tu kêu trời cứu thì sao. Cái nghiệp khiến để dỗ dỗ đi, cái nghiệp khiến niệm Phật này không được. Rồi con nói giờ niệm Phật đó là có phước mà kêu trời là mang quả. Bà nói tại mấy chú phân biệt chứ ông Phật ông trời hai ông cũng ở chởn không à. Hỏi ông tốt cho ông tốt dưới niệm này bỏ kia, ông nào như ông nấy à. Mà cô bác thấy ông nào như ông nấy đâu có phải đâu. Có bao giờ mà mình vui vẻ mà khỏe mà mình kêu trời chứ. Toàn là bức rứt trong mình khó chịu mình mới kêu trời không à. Cũng như đồng thời là hai cái tiếng nổ đi, mà cái tiếng pháo nổ đó cô bác thấy vui không? Còn cái tiếng súng nổ đùng đùng đùng, bữa nay là mặt thấy quen à. Cũng đồng thời là cái tiếng trống, mà cái tiếng trống trường hợp đánh lên là mình vui vẻ, mà cái trống đánh ma đi. Ma ơi ma ơi, vĩnh viễn có lần gặp. Hai tiếng nó khác nhau. Cuối cùng bà nói thôi mấy cha ơi, đường ai nấy đi chứ hết biết. Như vậy á mà còn không có chịu, đến chừng mấy đứa con khuyên không được rồi quay cái về tới nữa rồi. Sao sướng luôn ha đậu ơi thầy. Hay luôn ha. Rồi rồi. Rồi cảm ơn nha. Dạ được. Giờ là đống cây bắt lại nhiệt cầu rồi mới dưỡng hữu trang hết đây. Cái lúc bây giờ là phim tu không chịu tu mà bà cứ nằm hoài ở trong bệnh viện á. Cái lúc đó khoảng 4 giờ rưỡi rồi, nhỏ nó bán số kiến thiết. Nói cô bác ơi còn hai vé cuối cùng tiếp con dưới. Bà bật hồi vậy bà hỏi cháu ơi còn cái đuôi 67 không mày. Hồi nãy khuyên tu thì không tu mà nghe số bà bật hồi vậy.
kiếm của tôi 67 đang thảy ra rồi chứ là. Thì gần xuống mồ mà lòng vẫn còn ham, như thì cuộc đời sắp thân nhất định gã xình, của tiền nhất định bỏ mình ra đi. Thôi thì hãy sớm quy y, đường về xứ Phật không còn tử sanh. Chỉ có con đường đó mình phải nha. Còn cái cô nọ là ở ở Nguyệt Đồng Tháp đó, cô bác biết đó nha, là cái con chửi đó mà tới khi mà chết tắt thở rồi là nguyên một ngày liễm mới được. Chết từ chút, ví dụ chết cái chỗ con mắt này, một hồi chết bằng mũi, một hồi chết miệng từ từ. Hỏi mấy chú cởi lại, bả chịch cái bả chửi, chịch cái bả chửi nha. Cái gì không biết, ai chịch chút xíu người ta nói bả chửi, từ trên dài xuống không sót người nào trên. Ở nhà có con gà mái nổ đi mà bỏ mắt mà không biết ai lấy, cái tự nhiên nó bả bắt cái ghế ra ngoài, cái bả chửi người ta. Bả nói tao có con gà mái nổ, nó mới bỏ ổ hôm qua, bây giờ bị bảy ma hay là bảy mổ, không biết nó mắc từng cổ hay mắc ở đầu, nó bắt ở đâu mà bay bắt được, mà bay cắt cổ hay bay nhổ lông, bay ăn nồi đồng hay ăn nồi đất, bay ăn chặt vạch hay nửa đêm, bay ăn có niêm hay là ăn lạc, bay ăn bằng bát hay bằng mo, bay ăn cho no gần đây nghe tao chữ chữ mà mới đăng thơ nha. Rồi bắt đầu nhịn trên nè, cao cao chi tổ diễn diễn chi tâm, thúc bá đệ huynh con chi tỷ muội, đẳng đẳng dương hầu. 36 họ cha, 33 họ mẹ, họ sống, họ chết, họ hết, họ còn, họ mòn, họ siêu, họ ngã, họ gã, họ banh, họ thành, họ bại, họ dại, họ khôn, cả hồn chùm họ, gom hết đây nghe tao chẩn. Dạ không? Thôi bác nghe có thiếu gì không? Không sót thương nào trên đời này nữa. Cao cao chi tổ là chót chót đợi của nội, thiên diễn chi tâm là tới đời bà của ngoại, thúc bá đệ huynh là chú bác, đẳng đẳng dương hầu, cung vua của chữ luôn. 36 họ cha, 33 họ mẹ, họ còn sống chữ luôn, họ chết không còn mạng nào cũng chữ luôn, rồi họ mòn mà còn mấy que cũng chữ luôn, rồi họ bại tức là tai biến nằm chỗ cũng chữ luôn, cuối cùng không còn hết. Đến khi mà tắt thở rồi đó, chuẩn bị liệm là đạo tiền vô ta liệm, ta vuốt cái mặt bả xong cái hai mắt bả mở mắt lên ta nói nghe, chạy một cái dù vậy. Hai con mắt mở lên rồi làm sao liệm, rồi cứ đè hoài khoảng chừng 10 phút đồng hồ, con mắt nhắm lại tưởng đã yên rồi. Lúc này dạ cảm ơn chú vô xăng nha. Dạ. Chết hai con mắt rồi xong, bắt đầu bà chết cái miệng bà thở phì giống như cái bằng gần xây lúa vậy đó, tại vì răng không có còn đó. Cứ đẩy qua đẩy lại giống như cái bằng gần ở sàn qua sàn lại hoài mà không có chịu chết. Một hồi đó là cái miệng này đã xong rồi, cái bụng cứ phình vô hót ra, cứ phình vô hót ra hoài. Một tiếng đồng hồ sau, tới hai cái giò, bà dở lên, bà đập xuống, bà dở lên, bà thả xuống hoài. Tới chiều, bắt đầu mới chết toàn diện hết trơn. Coi lại là hai cái lòng bằng chân của bà nắm hỏi. Mà cô bác biết nắm bằng chân về đâu không? Trong sách nói đó, người sau khi chết trong vòng 8 tiếng đồng hồ có cái chỗ nóng, mà nóng chỗ nào về đó nha. Đảnh tránh Phật, nếu như ai chết mà nóng ở chỗ này là về cõi Phật, là đây là có tu mới được. Nhãn sanh thiên, nếu nóng hai con mắt này người đó về cõi trời, còn nóng ngay cái ngực này là nhân tâm đầu thai trở lại kiếp con người. Ngạ quỷ phúc tức là nóng ngay cái bụng này là sinh cõi ngạ quỷ. Bàn sanh tất cái ly là cái đầu gối, tức là nóng ngay đây là về cái cõi xuất sinh. Địa ngục cước bản xuất là nóng ở đây là về tới địa ngục, tới nữa rồi. Thôi bây giờ chắc là mình nghĩ làm ăn không được với mấy xe đò này. Thôi cảm ơn nha. Rồi thôi cô bác, thôi thì chương trình mình tới đây mình tạm dừng đi không quý vị. Mình cúng lần chúng ta đi, chứ làm ăn được là tới nữa rồi. Mời quý vị đứng lên mình cúng. Dạ dạ. Quay huyên giùm anh nữa đi kia. Đây nè, mình quay cúng. Anh quay giùm em cái đi. Quay cúng. Qua thay máy đi.